Xin chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Duy Ngọc Mercedes-Benz. Ngày hôm nay Ngọc xin hân hạnh giới thiệu với các cả nhà một cái dòng xe đã qua sử dụng. Đây là một cái model mà cực kỳ hiếm và cực kỳ khó tìm thấy trên thị trường. Đó là một cái mẫu xe SUV có một cái thiết kế cực kỳ đặc biệt, trẻ trung và thời trang. Đây Ngọc xin giới thiệu, đó là mẫu xe Mercedes-Benz GLE 400 Coupe với cái ngoại thất màu đỏ và nội thất màu kem cực kỳ sang trọng. Và bây giờ Ngọc mời cả nhà cùng Ngọc chiêm ngưỡng và cùng tham khảo cái dòng xe này thông qua cái video clip nhé. Rồi đây là phần đầu xe của chiếc GLE 400 Coupe nha cả nhà. Ngọc đang quay trực diện cái đầu xe nè. Cái clip cái trước ở đây á, Ngọc có một cái clip quay chiếc GLE cũng đặt tại vị trí này, nhưng mà nó chiếc xe đó là màu đen nội thất nâu, và chiếc ngày hôm nay chúng ta là xe màu đỏ nội thất kem. Chiếc xe này cùng đời và cùng lứa với chiếc xe GLE 400 Coupe màu đen Ngọc có quay trước á. Thì hôm nay có thêm một chiếc xe GLE màu đỏ nữa, Ngọc xin quay review cho cả nhà xem ha. Về đầu tiên phi đầu xe thì chúng ta sẽ thấy trên đầu xe này có nắp capo, nó có những cái đường gân dập nổi, nhìn xe rất là khỏe khoắn, kết hợp với các cái khe lấy gió phía trên ha. Nhìn xe rất là đặc biệt và cá tính. Kèm với đó là cái logo Mercedes-Benz to bản nằm ngay trực diện giữa đầu xe, cho chúng ta một cái cảm giác là hầm hố ha. Và cái phần phía dưới nữa là chúng ta sẽ thấy đây là phần cản xe được thiết kế rất là mở rộng, kết hợp với các cái khe lấy gió và với cái nẹp mạc rơm kia, thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là chiếc xe nó mạnh mẽ hơn, cá tính hơn. Ngoài ra thì nó có thêm một chút nữa gì đó gọi là sang trọng nữa. Xem ha. Rồi, tiến sát lại thì chúng ta sẽ thấy cái phần cụm đèn của chiếc xe Mercedes-Benz GLE nè, với cái thiết kế đèn daylight chạy dọc đây và cùng hai cái bóng bi phía trong, thì cái đèn này nó cho cái ánh sáng rất là tốt. Và các cái tính năng của đèn Intelligent Light System này nè, LED, đèn là đèn LED nha cả nhà, chứ không phải là đèn bóng projector gì đâu ha. Cái đó là LED Intelligent Light System, hay là ta gọi là ILS. ILS. Cái cụm đèn này trước đây sử dụng trên các dòng xe như là GLC 300, rồi E200 Exclusive, E300, các cái đời trước ha. Bây giờ thì cái con GLE 450 SUV mới mẫu 2021 sử dụng cái đèn multi-beam. Nhưng mà về ánh sáng xử lý và nó vẫn như vậy ha. Rồi, về phần hông xe, cả nhà cùng tham khảo với Ngọc nhé. Đây là phần nhìn tổng thể của chiếc xe với thiết kế coupe ha. Coupe là coupe là Ngọc chứ không có giải thích rồi. Coupe là cái phần kính cửa phía sau nó vuốt xuống, tạo cho một cái gọi là nó cái phần đuôi này nó cụp xuống nè, thì tạo cho cái vẻ thể thao và cá tính rất là nhiều.
cái model này nó vuốt cái này thì chúng ta sẽ liên tưởng tới một cái dòng xe nữa, đó chính là BMW X6 ha cả nhà ha. Rồi. Với cái màu đỏ này thì chúng ta nhìn rất là rõ về hông xe. Hông xe chúng ta sẽ có hai cái đường gân dập nổi kéo dài từ về phía trước. Hay nè, kéo dài từ về phía trước qua cửa trước xong rồi qua tới phần cửa sau. Bắt đầu mờ dần ngay chỗ về sau ha. Nhìn xe nó rất là cứng nha. Cứng lắm. Ngoài ra thì chiếc xe chúng ta có luôn cả cái bệ bước chân bằng nhôm tiêu chuẩn của xe nha cả nhà. Và kế tiếp là gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Đối với cái gương chiếu hậu của GLE này rất là to ha, rất là to và tầm quan sát rất là khá. Tầm quan sát con này rất là dễ dàng và thoáng nè. Rồi. Và chúng ta sẽ thấy một cái bộ mâm ở đây. Đây là mâm tiêu chuẩn của chiếc Mercedes-Benz GLE 400 Coupe. Với cái thông số lớp là 27550R20 ha. Cả nhà cùng xem nha. Về cái phần hông xe thì màu đỏ kết hợp với các cái ron màu đen. Mọi người thấy nè, ron màu đen và các phần nhựa màu đen kết hợp với cái đường ốp chrome chạy dọc cái cánh cửa này nè. Nó cho cảm giác cái xe nó sang trọng. Chiếc xe này chúng ta sử dụng hệ thống mâm, sử dụng mâm ha và lốp cùng thông số ở trước sau ha. Đây là hai ở sau là cũng là 27550R20 ha. Mâm lốp trước sau giống như nhau ha. Ngọc đang tiến về phần phía sau nè. Khi mà phần phía sau nhìn thẳng ra phía trước thì nhìn chiếc xe rất là đẹp nha cả nhà. Nhìn rất là cá tính luôn. Cái phần đẹp nhất của chiếc xe này đó chính là cái phần đuôi phía sau xe. Nó có một cái đường viền mạc chrome chạy dọc từ hông hai bên xe ha, bắt liền qua. Và có một cái đèn gọi là đèn hậu phía sau, nó hình hai chiếc lá nhìn rất là hấp dẫn. Kết hợp với cái logo Mercedes-Benz chính giữa và cái chữ gọi là E400. Thêm cái chữ Formatic bên đây nữa. Formatic đây có nghĩa là xe này dẫn động 4 bánh toàn thời gian ha cả nhà. Đây là công nghệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian của Mercedes-Benz. Rồi phía dưới. Phần phía dưới thì chúng ta sẽ thấy có một cái mảng mạc chrome rất là to. Nó kéo dài từ cái bô bên trái sang bô bên phải. Xe chúng ta sử dụng hai bô đôi và đây là hai bô thật ha. Kết hợp với cái ốp mạc chrome này nhìn cái xe rất là cứng luôn, cứng cáp vô cùng ha. Đó, đây là cái phần bên hông của xe. Mình sẽ đi phần bên hông của bên phụ ha, để cả nhà cùng xem. Theo mình biết được thì cái dòng GLE 400 Coupe này vào năm 2019 nhập về một lô duy nhất. Và bên công ty của Ngọc đã mua lại toàn bộ cái lô xe này của từ nhà máy. Cho nên là đối với dòng GLE Coupe này chỉ có Mercedes-Benz Việt Nam Star mới có được sở hữu cái dòng xe này ha. Thấy ha. Ngọc xin nhắc lại nha, chiếc xe này là chiếc xe used car hay là xe đã qua sử dụng đó. Chiếc xe này là xe đã qua sử dụng. Trên km chiếc xe đang hiển thị là 19 km, có nghĩa là chiếc xe này chưa từng lăn bánh, chưa từng sử dụng. Đây là một chiếc xe lưu kho nha cả nhà. Và Ngọc xin nhắc lại, chiếc xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và động cơ 3.0 máy V6 ha. Bây giờ Ngọc mời cả nhà vô trong nội thất để xem nha. Đây là phần nội thất của chiếc GLE nha cả nhà. Đây là phần ốp gỗ mặc định nè. Hôm trước Ngọc có nói rồi, đây là gỗ nâu bóng kết hợp với cái da màu kem ha. Và phối màu đây nè. Đó. Xe này được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon là option nha. Còn giá bao nhiêu thì Ngọc sẽ đưa vào cái phần description. Chiếc xe này ngoài cái giá bán ra, chiếc xe này còn có thêm hai cái option nữa, đó chính là cửa hít và hệ thống âm thanh.
cho nên là chiếc xe này sẽ có giá cao hơn cái chiếc xe GLE 400 Coupe màu đen nội thất màu nâu vừa bán. Ở đây là phần tổng thể cái nội thất của chiếc xe GLE nha cả nhà. Rồi, nó không có gì khác biệt so với cái GLE trước đây Ngọc đã up hết đó. Nhưng mà có một điều là cái số km nó sẽ khác nè, cả nhà thấy không? Số km nó sẽ là 19 km nè. Xe hồi trước mình quay là 53, 54 gì đó, Ngọc không nhớ. Nhưng mà đây là xe này 19 km. Chiếc xe này có số khung là 2019, nhập khẩu về 2019 luôn đó. Còn cái độ mới thì chúng ta không cần phải bàn nữa, tại vì xe này chưa sử dụng bao giờ à. Nên là cả nhà cứ xem ha. Đây là cái phần bệ trung tâm. Bệ trung tâm, điều chỉnh trung tâm bao gồm có CD và tất cả các nút bấm điều khiển của chiếc xe. Được ốp gỗ và piano lacquer nhìn rất là sáng bóng ha, sang trọng. Chiếc xe này chưa từng sử dụng cho nên là chưa có một vết xước, vết trầy ha, nên là cả nhà cùng tham khảo. Hiện tại xe này đang nằm tại Mercedes-Benz Trường Chinh, số 2 Trường Chinh. Nếu mà ai có nhu cầu tham khảo hoặc là xem xe, mua xe gì đó thì mọi người cứ tới và liên hệ với Ngọc để chúng ta được xem xe ha. Đây là các cái núm chỉnh cho các cái chế độ chạy nè cả nhà ha, bao gồm có là Individual, Sport, Comfort và cái chế độ chạy mùa đông này. Ngọc xin nhắc lại nha, xe này có nội thất màu kem nha, màu kem. Đối với xe này màu kem thì họ sẽ phối bao gồm có màu đen nè, màu kem, gỗ màu nâu và cái sàn ở dưới là màu đen nên là tương đối sạch ha. Một số dòng xe khác như là GLC thì cái sàn này Ngọc nhớ không làm là màu kem luôn và đi hết tất cả các tông màu ha. Nhập phần phía sau ha. Đây là phần phía sau. Xe này còn sạch sẽ nha, còn siêu, còn guarantee đầy đủ nha cả nhà. Ghế còn bao ni lông nè, mọi người thấy chưa? Chiếc xe này do là đem lên showroom để trưng bày cho nên là sẽ lột hết bao ni lông, áo chùm ha. Nhưng chiếc xe này thì nó còn nguyên luôn á cả nhà. Ghế này chưa ai ngồi nè ha. Mọi người thấy không? Rất là đẹp ha. Ghế băng sau rất là rộng mà thoáng. Ha. Đó. Tôi xin nhắc lại nha, xe này được trang bị hai tính năng option thêm, đó chính là cái hệ thống âm thanh Harman Kardon và cái cửa hít nha. Còn giá trị của hai cái option đó bao nhiêu thì mọi người kiểm tra Ngọc trong cái description, trong cái phần diễn giải phía dưới ha. Rồi, bây giờ chúng ta xem lại cái khoang tài xế ha. Đó. Bây giờ Ngọc qua bên phía bên phụ quay nè. Đây là phần quay từ phía bên phụ. Mọi người cùng xem với Ngọc nha. Đó. Xe này còn sạch sẽ nè, những cái siêu guarantee này chưa tháo luôn. Này để thôi để chủ xe tháo đi. Mình thấy không? Đó. Còn giá cả thì mọi người liên hệ trực tiếp với Ngọc nha. Mọi người sẽ liên hệ trực tiếp với Ngọc để có hỗ trợ về giá nha. Đó, giờ chúng ta gặp phía sau. Đây, mọi người thấy không? Xe này nội thất màu kem nên nó cho một cái không gian cảm giác rất là rộng và thoáng. Ha, toàn hoàn thoáng, nhìn nó sang nữa. Đây. Còn xin nhắc lại nha, xe này là chiếc GLE 400 Coupe được nhập khẩu từ Mỹ nha cả nhà. Nhập khẩu từ Mỹ, động cơ 3.0 V6. Nè, nãy cũng có nói nè, cái phần đèn này thiết kế hình hai chiếc lá nhìn cực kỳ đẹp, sắc nét. Đây là cái phần cốp xe ha. Để chúng ta đứng nhìn từ phía sau tới nè. Đó. Đây là cái tấm che hành lý. Rồi, chúng ta sẽ mở lên nè, mở lên cái phần dưới. Thì chiếc xe này sẽ có vỏ xe cua. Đó, đây là chiếc SUV có vỏ xe cua ha, cho nên là chúng ta đi cứ an tâm ha. Và vỏ này là vỏ đi tạm nha. Mọi người nhớ nha, vỏ này là vỏ đi tạm chứ không phải là vỏ để đi
đi luôn giống như những dòng xe Nhật nha. Cốp điện đó. Rồi, đây là tổng thể chiếc xe thôi. Chiếc xe này thì Ngọc xin nhắc lại nha cả nhà nha. Chiếc xe này được trang bị thứ nhất là thêm hai option ngoài cái giá xe ra, thì được có trang bị thêm hai cái option, đó chính là hệ thống âm thanh loa Harman Kardon, hệ thống âm thanh loa Harman Kardon ha, và được trang bị cửa hít. Xe này được trang bị cửa hít ha, trang bị thêm cái tính năng option cửa hít nè. Mọi người cùng xem nha. Đó, thấy chưa, xe này có trang bị cửa hít và hai option này sẽ được tính thêm tiền. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem qua video clip về chiếc Mercedes-Benz GLE 400 Coupe màu đỏ này. Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc hoặc là comment để lại thông tin. Ngọc sẽ liên hệ để trả lời những cái thắc mắc về cái sản phẩm này ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.